Quý đó là Charin Chapuis, cầu thủ đang chơi cho Buriram. Cơ hội đầu tiên của Thái Lan, cơ hội tỷ số được mở cho Thái Lan. Thì Thái Lan đã cho thấy họ bắt nhịp với trận đấu nhanh như thế nào. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bàn thắng này có công rất lớn của cầu thủ mang số 9 bên phía Thái Lan, đó là Adisak Krayson. Chúng ta có thể thấy được tốc độ của Adisak là tốt như thế nào. Sai lầm của hàng phòng ngự bên phía Timor-Leste đã bị trừng phạt ngay lập tức. Adisak đã bứt tốc rất nhanh và tạt bóng thuận lợi. Đường chuyền rất thoáng sang bên phía cánh trái. Tạt bóng. Cơ hội. Tỷ số là 2-0. Ghi bàn. Đó là một bàn thắng rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này. Một cú volley ở cự ly gần. Và với cơ hội này thì rõ ràng là thủ môn của Timor-Leste không còn cơ hội để cản phá. Chúng ta cùng xem lại tình huống này một lần nữa thì hàng phòng ngự của Timor-Leste lại mắc sai lầm. Họ đã theo kèm không chặt chẽ để cho Pokhao đã và tung ra một cú sút. Bàn thắng thứ 3 đã đến. Và nó đến một cách rất dễ dàng. Timor-Leste đã đứng sững trong tình huống này. Hãy cùng xem lại tình huống này. Một cú sút không quá mạnh mà cũng không quá hiểm hóc. Tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là hàng phòng ngự của Timor-Leste đã phòng ngự một cách quá bị động. Ngay cả thủ những con số rất trái ngược nhau. Cơ hội dành cho Timor-Leste. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Đó là phòng ngự của Thái Lan cũng đã cho thấy sự sơ hở trong tình huống này. Một pha đệm lòng rất nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ để chiến thắng được thủ thành Kawin của Thái Lan. Murillo đã có một tình huống